để con để trong lòng đó, nhớ chứ mấy khi sao mà không nhớ được. Nhớ nhưng mà mình nhớ nhưng mà mình phải hiểu rằng ví dụ mà một thầy của con coi như cái đèn sáng đó, thầy giờ như cái ánh đèn sáng, còn con thì mới học tập á, nó chưa có trở thành ánh đèn sáng được, nhưng mà con bây giờ quan trọng nhất là con phải cố gắng học tập. Một lần nữa Mặc dù sư Minh Đạo đã từng góp ý về vấn đề này và đã bị quở phạt, nhưng vì tấm lòng thương kính một nhà sư mà gọi là như thế nào ta, gọi là ngàn năm mới có một thuở. Ngàn năm mới có thánh nhân, 100 năm mới có vĩ nhân, 10 năm mới có hiền nhân. Tại Đắk Lắk biết được cái chỗ. Dạm chân bánh chào quý cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo ngày hôm nay. Và ngay lúc này là hơn 7 giờ sáng ngày 29 tháng 6 dương lịch. Em đang có mặt tại tu viện Sư Minh Đạo, được tọa lạc tại thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. Xa xa cô chú anh chị và các bạn nhìn thấy những cái ngọn đồi, bên dưới là thiền viện của Sư Minh Đạo. Ở khu vực này rất là nhiều thiền viện và tịnh xá luôn cô chú anh chị và các bạn, giống như khu vực này là khu vực đất Phật vậy đó. Từ nơi em đứng đến khu vực Thiền Tông Phật Quang cũng không có xa, cách khoảng 10 km thôi. Thiền Tông Phật Quang thì ở trên núi, còn Sư Minh Đạo thì ở bên phía dưới của chân núi này. Và trong video ngày hôm nay, em xin mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng tham quan tôi nhé, ở bên trong tu viện của Sư Minh Đạo. Bởi trong thời gian vừa qua, Sư Minh Đạo cũng đã tán thán hành động, hành nguyện của thầy Minh Tuệ 13 phẩm hạnh Đầu Đà, nên điều đó đã làm cho thầy gặp một số chuyện rắc rối, và thầy cũng đã tự mình sám hối. Nhờ hôm nay thì thầy cũng đã ẩn tu với cô chú anh chị và các bạn ở phía sau tu viện, nhưng mà không biết may mắn có thể vào bên trong diện kiến ngài được hay không, thì em sẽ đi lần lần vào bên trong quay cho bà con cô bác mình xem những khung cảnh ở khu vực này rất là đẹp luôn. Khi nhìn cái cảnh này, ở bên trên là núi, ở bên dưới là nhà thiền viện, thì cô chú anh chị và các bạn rất là dễ sinh thiền. Những lời nói của ngài rất là hay, liên tục binh vực thầy Minh Tuệ. Giờ ước nguyện của thầy là cầu mong rằng chính phủ ra một cái lực là không cho bà con cô bác mình đi theo ngài Minh Tuệ nữa, để cho thầy giữ giới và làm tròn hạnh nguyện của mình đến khi đắc đạo, để không khéo chúng ta đánh mất một vị chân tu mà rất là lâu chúng ta mới có thể thấy được. Và những câu nói đó ra sao, tu viện của thầy ngày hôm nay như thế nào, thì em xin mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng đồng hành với em nhé. Và cô chú anh chị và các bạn thấy video của em thật sự hữu ích, thì cô chú anh chị và các bạn nhớ tặng cho em xin một like, một đăng ký kênh để em có thêm động lực ra nhiều video hay và hấp dẫn hơn. Đây là khung cảnh phía trước tu viện Minh Đạo. Cô chú anh chị và các bạn nhìn thấy rõ ha, thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là bên trên khu vực núi, rất là đẹp phải cô chú. Bây giờ em xin mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng vào bên trong nha. Trong thời gian này thì bà con cô bác mình yêu mến thầy rất là nhiều nên trở về đây. Từ lúc 7 giờ sáng là em đã thấy rồi, nên giờ này mới móc máy để quay cho bà con cô bác mình xem đôi nét. Tại giờ này thì ánh sáng lên gõ cô chú anh chị và các bạn. Buổi sáng là do mặt trời bị cản núi đó. Khu vực này là vườn Lâm Tỳ Ni. Và bây giờ em xin mời quý cô chú anh chị và các bạn vừa tham quan đôi nét khuôn viên tại tu viện Minh Đạo, vừa nghe lại những lời hành nguyện mà thầy đã nói cho bà con mình, cũng như là những lời binh vực thầy Minh Tuệ như thế nào. Em xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe nhé. Một lần nữa, mặc dù Sư Minh Đạo đã từng góp ý về vấn đề này và đã bị quở phạt, nhưng vì tấm lòng thương kính một nhà sư mà gọi là như thế nào ta, gọi là ngàn năm mới có một thuở, mới có được một nhà sư như vậy. Ở đất nước Việt Nam của chúng ta, xa xưa kia thì mình không biết, nhưng mà từ khi Sư Minh Đạo ra đời và biết tu hành cho đến ngày hôm nay, thì trong ánh mắt của Sư Minh Đạo chỉ thấy được một nhà sư Minh Tuệ này có thể hành trọn vẹn được cái pháp Đầu Đà của Đức Phật ngày xưa. Cho nên đó là pháp bảo của nhà Phật.
là một cái vô giá của Đạo Phật, là tinh thần của những con người xuất gia tu đạo tôn kính Đức Phật, cho nên quý giá lắm, phải giữ gìn giống như người quốc phẩm. Và mọi người hãy trân trọng như điều này và hỗ trợ cho sư Minh Tuệ xa gần, cũng đừng lo cho sư và sư Minh Tuệ. Hành giả Minh Tuệ bây giờ đang ở một nơi nào đó để cũng chuyển hóa chính mình. Và nhân đây một lần nữa, nhân danh cá nhân của sư Minh Đạo thôi, và sư không có nhân danh ai hết, thì sư xin gửi gắm đến bát tánh thập phương. Và ước mơ của mình đó là gì? Ước mơ là ước gì mà chính phủ Việt Nam, nhà nước Việt Nam ra một công văn yêu cầu người dân không được theo sư Minh Tuệ, để cho sư được an yên trên bộ hành, để sư đi hành đạo và đi khắp mọi miền trên đất nước Việt Nam của chúng ta, để sư đi đến đâu là sư mang cái niềm hạnh phúc thanh bình cho nhân loại. Nếu mà chính phủ không hỗ trợ thì tội nghiệp cho sư Minh Tuệ lắm, và tội nghiệp cho tăng đoàn là những con người có duyên tu hành đầu đà. Tại vì nếu mà ở vào rừng sâu á, thì quý sư sẽ không đủ điều kiện hóa duyên, thực phẩm, thức ăn để sống qua ngày, dưỡng thân mà tu học. Một ngày ăn một bữa ngọ là đủ làm cho quý sư gầy, ốm o gầy mòn và không đủ dinh dưỡng để sống rồi. Thứ hai là ngủ trong rừng, bị muỗi chết, bị gió độc thì cũng không đủ sức khỏe để mà hành thiền. Người mà được tịnh tâm trong cái quá trình mà ngồi dưới gốc cây, trong hang đá và trong nghĩa địa, thì người đó phải có một cái sức định sâu sắc và nhiều đời nhiều kiếp. Còn những huynh đệ mà tháp tùng tu học thì đôi khi không chịu đựng nữa. Đó là những lời chia sẻ chân thành của sư Minh Đạo nói về thầy Minh Tuệ. Và kế tiếp đây, em xin mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng xem lại những thước phim quý giá về thầy Minh Tuệ. Lúc này chúng ta không làm cách nào hơn nữa cô chú, chỉ xem lại những hình ảnh mà thầy đã để lại cho đời. Và những hạt giống của thầy hôm nay cũng đã nảy mầm. Em xin mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng đón xem. Nhớ như là mình phải hiểu rằng ví dụ mà một thầy con coi như cái ánh đèn sáng đó. Dạ. Thầy giờ như cái ánh đèn sáng, còn con đó thì mới học tập á. Dạ. Chưa trở thành ánh đèn sáng được. Dạ. Nhưng mà con bây giờ quan trọng nhất là con phải cố gắng học tập. Dạ. Con học tập cho thì tốt đi, rồi mới mốt mình thành cái ánh đèn sáng á. Dạ. Mình tự nhiên sáng với sáng hòa nhập lại. Dạ. Nó sẽ được hạnh phúc an lạc trong đó. Dạ. Bây giờ cứ học tập trước cho nó tốt đẹp đi, chứ mình về đi mình không lo học tập á. Dạ. Bỏ thì sau này mình coi dù mình có gặp thầy nữa cũng không có gì á. Dạ. Nhưng mà bây giờ mình ráng học tập, thì sau này ví dụ duyên một hai năm hay gì đó. Dạ. Thời gian mình có gặp lại thì nó hạnh phúc. Dạ. Thì lúc đó nó hạnh phúc hơn. Dạ. Con thì giờ chỉ cố gắng là mình giữ giới. Dạ. Mình làm đúng hạnh. Dạ. Có tháng này nó mưa gió chập chờn á. Dạ. Không có đi được. Cái phần đức trong kinh sách cũng có nói á, ba cái an cư thiết hạ này. Yeah. Mình làm cái gì đó là mình ăn cư rồi đó đi. Yeah. Rồi xong rồi qua tới tháng nắng thì mình đi du hành. Yeah. Con đi du hành. Ngàn năm mới có thánh nhân, 100 năm mới có vĩ nhân, 1000 năm mới có hiền nhân. Nghe kinh sách Phật truyền có cái niềm tin đó. Rồi mình bố thí, mình giữ giới, mình sống thiện này, sống thoáng. Niềm tin Phật như thế rồi mình mới an lạc được. Chứ mà mình không niềm tin gì cả mà mình không biết Phật Pháp ấy. Thì mình chả tu được. Mục tiêu của mình là giữ bố thí, giữ giới, tu thiền. Thì cứ như thế rồi phát nguyện tâm á, làm cái điều thiền thì để đánh cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Để mình đi chứ mình niềm tin chứ không, mình không tin Phật Pháp thì mình không tu được. Thế nhưng mà như con ấy, con cảm giác như là nếu như bản thân mình sống tốt, nhưng mà đôi khi có những chuyện mà mình bực ấy, bực bội ấy, thì mình không thể kiềm chế được cái cơn giận đấy, thì phải làm nào thầy? Thì mình phải chịu cái nghiệp đấy, mình phải chịu cái nghiệp để sân đấy, thì mình phải đọa. Nhưng mà giờ mình biết rồi là mình phải kiềm chế, mình nói là cũng không kiềm chế nổi lúc đấy, không, nó gọi như là cái nghiệp của mình à thầy? Dạ, cái nghiệp ấy mình cố gắng, mình tư duy đấy là mình biết sân này mình đừng có sân nữa, ở xe họ đi đây hay sao á. Dạ dạ. Dạ dạ.
Như vậy thì cái lúc mà mình gặp cái người đó, mình sân lên, thì có phải là do cái nhân quả của mình với người đó từ nhiều đời, nhiều kiếp không sao? Vâng, mình sân nó cũng có nhân duyên, mình mới sân với họ. Bây giờ mình biết là mình đừng có sân với họ nữa. Thì con không biết là cái nhân duyên như thế nào mà đưa sư đến con đường tu tập này sư? Thì con cũng như mọi người biết được cái sân như thế đấy. Rồi con nghe kinh sách để học làm sao mình đừng sân nữa, hay là cái gì rồi làm sao cái niềm tin gì đó, rồi mình nghe kinh sách thì thấy được cái giáo lý Phật dạy hay quá. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Nói triết lý quá. Thì mình không có còn một cái gì nữa ấy. Thì mình tu hành đặt niềm tin ở đó. Vậy là khi xưa lúc mà sư bắt đầu vào con đường xuất gia tu tập là tại nơi nào vậy sư? Dạ con tại Đắk Lắk. Ở làm việc ấy, đang làm việc như thế thì con ở tại gia thì con tập đời sống cư sĩ. Con tập ăn chay, tập ăn ngày bữa. Ăn ngày một bữa rồi con giữ giới, rồi sau khi xong xuôi rồi con xin vào chùa con ở. Con tu hành mấy tháng thấy không an lạc thì thầy cứ ngồi nghỉ đó, khi nào đi thì đi. Chứ mình mắc mớ gì mình phải vội vội vàng vàng cái gì đâu. Đi Đại Đức đi. Thế là mình đi này cũng có theo kế hoạch là phải bằng này ngày là phải đến đây thì này. Không có. Không, mình đi ưng thì mình hữu duyên ở đâu mình đi chứ đâu có cố định đấy là phải đến đây đến kia đâu, nhưng mà mình cũng phải biết được cái chỗ có dân cư hay là không có dân cư để mình đến nhá, lỡ giữa chỗ rồi không khất thực được đồ thức ăn ấy thì mình phải tránh cái đó thôi. Mình cũng nói chung là cũng tính cái lượng cái ngày mình đi á, để ngày mai mình vào nhà dân có cho mình được chứ ở giữa đèo đấy không được. Chứ mà nói là đi để bao nhiêu ngày tới đây thì không có. Mình muốn mấy ngày thì mình tới thì mặc kệ nó mấy ngày. Nhưng mà cái chỗ vắng quá thì mình cũng hỏi để mình biết á. Mình đi chẳng hạn như là cái chỗ mà cách đây cỡ khoảng 20 cây số nữa có mới có xã có người dân ở đây thì mình nên đi nhảy dài hơn một chút để ngày mai mình kịp tới đó. Nhưng mà cái chỗ mà ngắn hơn ấy thì mình lại đi chậm hơn một chút để ngày mai mình vừa kịp tới đó. Đi trên con đường này cần có lòng dũng cảm, chỉ có những bậc đại dũng mới có thể làm được. Trong thế giới rộng lớn này, tay ôm bình bát, mỗi niệm đều chuyên chú vào thân tâm, giống như đang bước đi trên đầu mũi dao vậy. Một đứa trẻ chưa thức tỉnh rất có thể khiến cho gia đình của nó được thăng qua, nhưng mà cũng có khả năng mang đến cho họ tổn thất rất lớn. Cũng như vậy, tỳ kheo xem cả thế gian như gia đình của họ vậy. Một vị tỳ kheo tỉnh thức. Đi thì nói chung là con thì giờ thì không phải là tính 4 lần hay mấy lần nữa, nhưng mà hữu duyên với lại khi nào là con bộ hành, cái suốt đời con bộ hành. Nhưng mà đến lần này con mới thấy là thầy nổi tiếng trên mạng. Dạ đến lần này thì do là thông tin mạng họ đăng rồi mới như thế này, chứ trước con đi là không ai biết. Con đi âm thầm đó rồi đi tới đâu thì con tới đây họ xin họ tối rồi hay là cái gì họ cũng không để ý. Không có chụp, nhưng mà sau này có mấy cái anh đi ở trên Đắk Lắk á, trên đấy trong miền Nam á, rồi ra rồi sau này rồi đi rồi họ có cái quay phim á, họ hỏi rồi thành ra mọi người ai cũng biết đấy, chứ không là trước là không có. Con đi không hề ai biết. Đúng rồi, có cái anh gì mà đi lên núi thăm thầy ấy, anh Nhân Gà. Đúng rồi, anh Nhân ở trong Nha Trang á. Anh đấy thì cũng do mấy người ở ngoài, con đi ngang cái cầu Long Biên có anh nào chụp đó rồi nói, rồi hay là trên Đắk Lắk á, rồi tung ở trên. Nhưng mà trước á thì anh đó cũng chả biết. Con ở trong, tại vì ra ngoài miền Bắc như thế này chứ ở trong miền Nam á thì người tu thì nhiều, thì họ thấy bình thường. Con cũng là một người tu ở trong mà. Rồi sau do con đi như thế này họ quay rồi như thế này, nhưng mà để xem mình nói chung tập có cũng như không có. Kiểu họ không biết hay không biết đấy, mình cũng như nhau cả, tại vì mình cho dù cỡ nào thì mình cũng ngày mình tất thực mình ăn bữa, mình giữ giới, tiền bạc mình không lấy, không có tiền, khi nào thế thì mình
bình thản để chúng ta cái tâm của mình. Không đụng đến tiền bạc cái tâm dạ. Nó thanh thản ấy. Không có tiền, còn nó xem tìm một người Đức Phật ấy. Dạ. Mình nghe kinh sách ngài, mình học tập theo Phật mà mình làm đúng như thế thì, nhưng mà đó là đúng hợp lý. Con thì suốt đời con không có nhận tiền, không có tiền bạc gì để tu hành. Con đi tu không phải là để danh lợi, con không vì cái thế. Con đi tu theo cái lời dạy chân chính của Phật để con thấy niềm tin này, con cái đảnh lễ, con làm theo cái lời dạy này để mục tiêu là mục đích là đạt được cái sự thoát khổ của mình đấy. Thế thì mình cũng vì mình đi hữu duyên với ai thì mình nói hữu duyên với tôi nguyện cho mọi người đều hạnh phúc, mình cũng được hạnh phúc và mọi người cũng được hạnh phúc. Thầy đang thực hành tứ niệm xứ là tư vi hỷ xả. Vâng, tứ niệm xứ thì quán thân thọ tâm pháp, từ bi hỷ xả thì pháp môn gọi là từ vô lượng tâm. Cái đấy trong 37 phẩm đạo đấy. Tứ niệm xứ thì thiền quán bốn chỗ, bốn nơi thân thọ tâm pháp. Từ bi hỷ xả cũng tốt đẹp, thành tựu đẹp, nhưng mà một cái thì theo mọi người tất cả mọi cái đó là đều chung với nhau cả. Tứ niệm xứ không từ bi hỷ xả. Nhưng mà một người tu hành thiền định theo Phật thì phải có tâm từ bi, nếu không có thì cũng chả tứ niệm xứ được. Nếu mà từ bi không có sinh thành thì làm sao mà tứ niệm xứ được. Và kế tiếp đây là những lời nói về nghiệp quả rất rồi, là hay dạ. Con cũng Minh ở Tuệ. Trong cái đó rồi nhưng mà vẫn không được hạnh phúc. Con không phải là vì gì cả con mới đi, nhưng mà con là cũng có công việc dạ. Cũng có làm, nhưng mà con vẫn biết làm như thế. Rồi con nhìn thấy khi mình nghe Phật dạy rồi mình tư duy thấy một con người cho dù có công việc làm, có công chức nhà nước dạ. ổn định làm rồi, đến khi cùng già chết rồi cũng giống như những người kia dạ. Không khác hơn được. Mình nhìn thấy nếu mà mình như thế rồi mình cũng giống như họ dạ. Nên là mình muốn học được cái Phật dạy gọi là cao siêu hơn, những cái vi diệu hơn, những cái tối ưu, cái trí tuệ, cái thiền định đó mình mới bỏ đi chứ. Con đi như thế này là không phải là con không vì làm việc được, hay là không có trụng để chiều sâu. Nhưng mà vì cái mục đích cao cả Phật dạy con mới đi thôi. Con học nghe Phật bày như thế nào thì con làm, chứ con cũng không phải là tự mình biết. Mình làm theo, học tập làm theo và kêu Phật bày cho như thế này sẽ được hạnh phúc, sống được an lạc, không có đau khổ. Thì khi đó tư duy đời con mới bỏ. Chứ mà đi làm việc như thế dễ không á à? Giờ con ra con đi xin việc con làm, nhưng mà nó khổ lắm. Nó không được cái thiệt định Nó không được cái trí tuệ. Còn mà những người ở đời mà nói với con đấy là họ mà đi làm việc mà họ vẫn có thiền định, vẫn có giới luật, có trí tuệ thì nói cái đấy không có đâu Nên là cầu cái gọi là vô thượng, cao cả, trí trơn á Cho những cái phàm phu ở đời. Như là hạ liệt cái trong kinh Phật đó là người phàm phu, nên là con không muốn học. Con ngày xưa con học rồi, nhưng mà bây giờ con muốn học cái cao thượng hơn. Cái đó nói với họ như thế, học cái mà người đời khó làm được, như chẳng hạn như bỏ dâm dục, bỏ tất cả những trò cố gắng để mình học tập, để mình vươn lên cái gọi là cái thánh hạnh ấy. Thời Phật dài đó, cái đó mới khó khăn thì mình mới đi để tập cái đó thôi. Chứ mình học đi lên chứ giờ mình học đó thì cũng bằng nhau. Giờ anh cứ thấy anh về anh suy nghĩ bản thân anh mà xem, nếu mà anh cứ công việc như thế này thì anh cũng dừng lại mức ở đó. Phước báo cũng như thế rồi, đến khi cũng sống hết một cuộc đời rồi cũng như thế. Mình biết, nhưng mà lỡ anh nói là suy nghĩ đấy là giờ bao nhiêu năm nay mình như thế này rồi. Lỡ mình tin bậc chánh đẳng giác nói mình thử học cái coi hắn có hạnh phúc hơn không hay có khác hơn thì con cũng cái vì lý lẽ đó con đi. Thì cũng có một số người thì giờ ví dụ như người ta đang chăn êm nệm ấm, đang quyền quý cao sang. Ví dụ ý con nói ví dụ người ta đang công việc sức khỏe dồi dào, công việc
thì đầy đủ thì người ta có thể ta buông nói những cái câu như vậy. Đúng rồi. Nhưng có khi người ta gặp mà hoạn nạn hết tiền tài sự nghiệp này kia, thì người ta sẽ không còn dùng cái lời nói đó nữa. Con cũng nghe ở trong kinh đó là một vị vua mà chạy tới hỏi Phật nói là ông ngủ ở trong trong lều, trong chòi lá, ở trong rừng lạnh lẽo như thế này ông ngủ được ngon không? Trời lạnh mà, với lại ngồi nệm cỏ, với lại áo mỏng manh như thế này ông ngủ được an lạc không ngon không? Thì Phật nói là an lạc, hạnh phúc ngon. Thì ông đó mới nói là red boot như thế này mà ông nói hạnh phúc thì không có. Chỉ có ở trong phòng kín, rồi chăn ấm nệm êm, rồi đóng cửa, rồi có máy lạnh, máy sưởi ấm, rồi ngủ nó ngon. Nhưng mà khi đó Đức Phật nói là nếu mà ngủ ở trong ở ngoài không có dục khởi lên thì ngủ vẫn ngon. Nhưng mà khi mà ở trong nhà rồi mà dâm dục khởi lên hay không có cái giờ là phải đi tìm là ngủ không được. Cái đấy nó khởi lên rồi không ngủ được, cứ thao thao suốt cả đêm, kể cả con ngon con ấm cỡ nào rồi cũng không ngủ được, thức trắng cả đêm. Thầy nói cái này cũng thấy có lý đó. Nhưng mà mình ngủ ngoài mà mình không khởi tham dục. Mình không có dâm dục, không có ưa thích, không có khởi lên, không có ai chi phối mình thì mình ngủ ngon. Cũng giống như uống rượu uống bia vô là cũng khởi lên dữ lắm á. Khởi lên uống rượu uống bia rồi không có mà thỏa mãn là nó chịu không nổi. Nó cũng ở trong đó rồi nó cũng đau khổ là cái lý do đó. Đau khổ. Là do cho dù chuẩn bị ấm cỡ nào hay là tốt đẹp cỡ nào rồi nhưng mà do mình bỏ được dục tham á, cái dục tham hắn chi phối mình. Làm cho mình khó chịu lắm. Giờ anh cứ về mà xem rồi. Đây là những thước phim giá trị tại tu viện Sư Minh Đạo. Em muốn gửi đến cô chú anh chị và các bạn để cả nhà mình hữu duyên khi trở về Bà Rịa Vũng Tàu ghé thăm một vị chân tu. Trên đời này rất là nhiều người hả cô chú, mỗi người có một phẩm hạnh khác nhau. Nếu cô chú anh chị và các bạn thấy phù hợp ở chỗ nào thì hãy đến đó gieo duyên. Và em xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị cô bác trong clip kế tiếp. Em cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành ủng hộ và xem hết video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại. Kính chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn an lành, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Bây giờ em sẽ trở về núi Sạn, Nha Trang để ghi nhận những hình ảnh đặc biệt nơi ẩn tu của thầy Minh Tuệ lúc trước. Cô chú anh chị và các bạn thấy video của em thật sự ý nghĩa, nhớ hãy tặng cho em xin một like, một đăng ký kênh để em có thêm động lực ra nhiều video hay và hấp dẫn hơn.